cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con vẫn yêu lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Virginia thực hiện để giải bày chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cũng như giải đáp những thắc mắc của quý thính giả về niềm tin của Cơ Đốc giáo. Chúng tôi cũng đồng ý với Mục sư Billy Graham rằng chúng ta không thể dùng sự hiểu biết hữu hạn của con người để giải bày tất cả những gì Đức Chúa Trời đã mặc khải qua Kinh Thánh, cũng như giải thích tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng mời những vị mục sư, những diễn giả dày kinh nghiệm và được đầy ơn Chúa để có thể trình bày cho quý vị hiểu thấu đáo được lời của Đức Chúa Trời, hiểu được chân lý cứu rỗi. Rất mong quý vị theo dõi và giới thiệu đến thân hữu, bạn bè xa gần để họ cũng được nghe lời Chúa và được cứu như chúng ta. Kính thưa quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, cũng như quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành của Hội Thánh Chúa tại Virginia. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chương trình của chúng tôi gồm có hai phần: câu chuyện hàng tuần và phỏng vấn giải đáp niềm tin. Trong đề mục câu chuyện hàng tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề Chân lý là gì? Qua phần trình bày của Hà Vân, Nam Anh, Kevin Phạm và Thành Tâm, xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chân lý là gì? Trong tác phẩm Nam Kinh Hoa, Trang Tử kể câu chuyện về con ếch và con ba ba. Con ếch ở trong giếng cạn nói với con ba ba ở biển Đông rằng: "Hãy nhìn xem, tôi thật là sung sướng. Tôi nhảy lên dàn giếng rồi nghỉ ở trong bờ tường lở. Khi xuống nước thì khép nách, nghẽn mõm. Lúc lê bụng thì ngập gót, ngủm chân. Nhìn lại, các giống cua, bọ gậy, nòng nọc, chả giống nào sướng như tôi cả. Này anh ba ba, sao anh chẳng xuống đây mà tận hưởng?" Con ba ba bèn kể chuyện cho con ếch rằng: "Nhà tôi ở biển Đông, xa nghìn dặm, không đủ để so sánh bề rộng. Cao nghìn thước, không đủ để tính bề sâu. Đời vu vũ, 10 năm 9 lần lụt mà nước vẫn không nhiều thêm lên. Đời vô tháng, 8 năm 7 lần hạn mà bờ chẳng vì thế cạn bớt. Ấy, cái vui lớn ở biển Đông là thế." Con ếch dưới giếng cạn nghe nói thế, thấm thốt giật mình, băn khoăn mà tự bản lẽn. Con ếch kia ở giếng cạn, nó chỉ coi cái giếng của mình là độc nhất. Nào hay rằng biển cả còn mênh mông và vĩ đại đến vô cùng. Tương tự như thế, con sâu kia chỉ sống qua 3 tháng hè. Nó chỉ biết đến cái nóng nực oi ả của mùa hạ. Nào ngờ rằng trên đời còn có một thứ gọi là giá rét mùa đông. Con người cũng vậy. Giữa trời đất bao la khôn cùng, nhân loại chỉ giống như viên đá nhỏ trên đồi, như cái cây nhỏ trong rừng, như giọt nước nhỏ nơi sông suối. Chẳng phải quá ư là bé nhỏ, quá ư là kém cỏi đó sao? Trí tuệ con người là hữu hạn, làm sao lý giải nổi những thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình? Người không biết cứ tưởng rằng mình biết, nên mới có chuyện khi ai đó chỉ là chân lý cho anh ta không những không tiếp nhận, mà còn kịch liệt phản đối những gì ngoài phạm vi trí thức của mình. Cho dù có đem tài hùng biện mà thuyết phục anh ta thì cũng không cách nào khiến anh ta minh bạch được. Thưa quý vị, câu chuyện tuy ngắn nhưng càng suy ngẫm chúng ta càng thấm thía. Thấm thía vì chính mình cũng đã bao lần có cách hành xử như vậy, bao nhiêu lần vì tự ái hay vì kiêu ngạo.
mà mình cũng không chấp nhận chân lý. Tôi tin rằng hầu hết quý ông bà, cô chú và anh chị em đang lắng nghe chương trình phát thanh này đã ít nhất một lần được bước chân vào các nhà thờ Tin Lành để nghe lời Chúa, nghe về tình yêu của Đức Chúa Trời, nghe về Chúa Jesus, nghe về phương thức mà Đức Chúa Trời dùng để cứu con người ra khỏi hỏa ngục do tội lỗi mình gây ra. Điều chân lý mà câu chuyện kể trên đề cập đến là gì? Và thưa quý vị, đó cũng là câu hỏi mà quan tổng trấn Philát đã hỏi Chúa Jesus hơn 2.000 năm trước. Và đó cũng là câu hỏi cho quý vị và tôi. Chân lý là gì? Quý vị thân mến, khi Chúa Giêsu còn tại thế, Ngài đã công bố: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Điều này được chép trong sách Tin Lành Giăng 14 câu 6. Và Kinh Thánh khẳng định mọi người đều phạm tội. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Giêsu vì chúng ta mà chịu chết. Tất cả điều đó là chân lý. Chúa Giêsu là con đường duy nhất đưa chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời. Đó là chân lý. Không một ai trên thế gian này nhận mình là chân lý. Tất cả cũng chỉ là những người đã và đang đi tìm chân lý. Kinh Thánh cho biết có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng nẻo cuối cùng của nó dẫn đến sự chết. Con đường mà quý vị đang đi đó sẽ được quý vị về đâu? Về vấn đề còn lại là quý vị đón nhận hay khước từ chân lý, những gì chúng tôi làm chỉ với mục đích duy nhất là giới thiệu cho quý vị về chân lý, đó là Chúa Giêsu. Bởi Kinh Thánh cho biết khi chúng ta nhận biết chân lý thì chúng ta sẽ được cứu rỗi khỏi án phạt đời sau. Như lời Chúa phán trong Kinh Thánh sách Giăng chương 8 câu 32. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Mong rằng quý vị sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho chính mình và gia đình. Amen. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo là phần phỏng vấn và giải đáp niềm tin. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe vài lời tâm tình của mục sư Trần Thái Sơn dựa vào lời Chúa được chép trong sách Tin Lành Giăng chương 2 từ câu 1 đến câu 25 qua đề tài Phép Lạ. Và giờ này chúng tôi xin nhường thời gian lại cho mục sư Trần Thái Sơn. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Sơn. Cảm ơn Chúa cho tôi được hầu chuyện cùng quý vị qua chương trình phát thanh Tin Lành. Mục đích của ban phát thanh Tin Lành chúng tôi là xin được giới thiệu Chúa Giêsu Christ đến với quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Chúa Giêsu qua lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh, được ghi trong sách Tin Lành Giăng đoạn 2, câu 1 đến câu 25. Giới thiệu cho chúng ta phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã thi hành trên đất. Phép lạ là gì? Có một số người, ngay cả những người mang danh là người tin Chúa, nhưng mà họ vẫn không tin rằng có phép lạ. Họ nhân danh là theo khoa học, nhưng mà rõ ràng có những điều khoa học không giải thích được. Có những người tìm cách giải thích phép lạ bằng những hiện tượng tự nhiên, như thứ tự 10 tai vạ tại Ai Cập, từ nước màu đỏ đến ếch nhái phải chết, mũi rồi dịch bệnh, ghẻ, mưa đá đến cào cào rồi đến sự tối tăm, hai hạng trên trở thành vô tín. Cũng có những người mù quáng thấy cái gì là lạ cũng tin, đưa đến là mê tín. Người tin Chúa Giêsu nhờ Kinh Thánh lời Chúa dạy, tin có phép lạ. Kinh Thánh ghi lại rất nhiều phép lạ mà Đức Chúa Trời và chính Chúa Giêsu thi hành trên đất.
Người tin Chúa Giêsu biết rõ phép lạ là những việc vượt quá khả năng con người, xảy ra đúng nhu cần của người. Chúng ta hãy xem phép lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thi hành, được ghi trong sách Tin Lành Giăng đoạn 2 câu 1 đến câu 12. Câu 1 đến câu 5 xác nhận chính Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên này, hóa nước thành rượu, mà vì nhu cần của người tiệc cưới. Kinh Thánh cho biết chính Chúa cũng cho ma quỷ làm phép lạ, vì nó vốn là thiên sứ do Đức Chúa Trời dựng nên và đã ban cho nó quyền phép, như khi Đức Chúa Trời sai Môi-se làm phép lạ quăng gậy hóa con rắn trước mặt vua Ai Cập, thì các thuật sĩ của vua Ai Cập cũng làm được. Nhưng mà rắn của Môi-se đã nuốt những con rắn của các thuật sĩ. Sau đó các thuật sĩ cũng bắt trước Môi-se làm được vài phép lạ nữa, nhưng mà họ chỉ thêm tai vạ mà không ngăn được tai vạ bởi Đức Chúa Trời giáng, và họ chỉ làm vài tai vạ nữa thôi. Thứ hai là những người tin Chúa như các tiên tri thánh đồ cũng được Chúa ban cho quyền làm phép lạ. Nhưng mà tất cả là bởi ơn Chúa cho, không phải bởi cá nhân họ. Câu 6 đến câu 10, Chúa Giêsu đã làm phép lạ một cách dễ dàng. Chúa bảo người giúp việc múc nước đổ vào đầy 6 cái chế đá dùng chứa nước rửa chân cho khách đến dự tiệc. Rồi bảo người giúp việc múc đem ra cho kẻ coi tiệc. Lúc kẻ coi tiệc nếm thì nước đã biến thành rượu. Và người không biết rượu này đến bởi đâu. Còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Không có gì thần bí. Chúa Giêsu cũng không làm những nghi thức uyển hoặc. Sách Các Vua thứ nhì đoạn 5 câu 9 đến câu 12 thuật lại tổng tham mưu trưởng của nước Syria thời đó là Naaman bị bệnh phung, đến xin tiên tri của Đức Chúa Trời là Elise chữa bệnh. Naaman nghĩ rằng Elise sẽ ra gặp ông và làm nghi thức gì đó như đưa tay lên xuống trên thân thể bệnh của ông. Trong khi đó Elise chỉ kêu đầy tớ bảo tướng Naaman xuống sông Jordan tắm 7 lần thì được sạch. Tắm thì được sạch. Sau khi pho do dự, tướng Naaman vâng lời xuống sông Jordan tắm 7 lần thì Naaman được sạch bệnh phung. Da của Naaman trở nên như da con trẻ. Ngày nay Chúa vẫn làm phép lạ, vì Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời vẫn y nguyên. Nhưng mà Chúa làm phép lạ không phải để biểu diễn, Chúa chỉ làm phép lạ cứu giúp người tin Ngài. Từ đoạn 2 câu 13 đến 32, một phép lạ lớn nhất, thư Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 22, Phao-lô xác nhận loài người thích phép lạ và thích khôn ngoan triết lý đời này. Tôi tin rằng không phải chỉ người Giuđa thích phép lạ, mà đa số đều thích phép xem phép lạ. Ngay cả người Việt Nam chúng ta, chỉ cần đồn lên một người nào đó, một vật gì, một con vật nào có quyền phép dù chỉ là giả dối, thì đông người sẽ kéo tới vàng vái. Có người bắt được con lươn to tại Mỹ Tho, thế là nhiều người kéo đến dâng hoa quả cúng vái, đến nỗi lấy nước rộng lương về uống chữa bệnh. Khi tôi còn nhỏ, người ta đồn một ông gốc mới tấp vào chợ trả ông. Nhiều người kéo đến cúng bái rồi đéo một miếng da ông gốc đem về nấu nước uống. Ít hôm sau, một chủ trại cưa đến kéo ông gốc về hãng cưa mình. Ồ, hóa ra ông gốc chỉ là một thân cây của trại cưa bị trôi theo sông mà thôi. Người Giuđa cũng nhiều lần đòi Chúa Giêsu làm phép lạ, họ nói là để tin, nhưng mà Chúa Giêsu đã không làm.
vì Chúa Giêsu không cần làm phép lạ để biểu diễn ngoại để người ta tin Ngài. Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ như chữa bệnh, đuổi quỷ, quở yên sóng gió, oan bánh nuôi 5.000 người, 7.000 người ăn no nê, không kể đàn bà, trẻ con. Chúa Giêsu đã kêu người chết sống lại, thậm chí là có người đã chết 4 ngày rồi cũng đã được sống lại. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ đến nỗi Kinh Thánh khẳng định, bí bằng người ta cứ từng việc mà chết hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Chúa Giêsu làm phép lạ ngay trước mắt họ, không hề phù phép gì, nhưng mà họ cũng không tin. Chúa Giêsu đã nói đến phép lạ lớn nhất là không ai có thể làm được là phép lạ của Ngài, từ kẻ chết sống lại sau 3 ngày nằm trong mộ. Một phép lạ vô tiền khoáng hậu đã được báo trước hàng ngàn năm, nhưng mà họ cũng đâu có tin. Lòng cứng cỏi đó thể hiện qua cách họ đối với đền thờ của Chúa. Người Israel rất tôn kính đền thờ, nhưng mà hôm nay họ đã biến đền thờ thành cái chợ. Nếu họ vâng lời Chúa, tôn kính Chúa thì họ sẽ không dám làm như vậy. Và chắc chắn họ thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, thấy Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, họ đã tin Ngài. Rất tiếc họ đã không tin, họ chỉ thích xem phép lạ giống như ngày nay. Con người chỉ thích nghe và xem phép lạ chữa bệnh, đuổi quỷ, tiếng lạ, bụi vàng rơi v.v. mà không hề quan tâm đến đời sống tin Chúa Giêsu để được đổi mới. Kinh Thánh cho biết, thân thể người ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh phán, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Biết có ai phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Cảm ơn Chúa cho Kinh Thánh ghi lại, sau phép lạ thứ nhất của Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu đã dọn sạch đền thờ, chứng tỏ là Chúa muốn dạy chúng ta, Chúa muốn chúng ta có một đời sống, một thân thể sạch sẽ. Chúa không muốn chúng ta trông đợi để xem phép lạ, quá rượu để uống. Chúa muốn đời sống chúng ta, thân thể chúng ta được huyết của Chúa Giêsu dọn sạch, từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực quỷ Satan đến với Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi, được phần gia tài của các thánh đồ. Đó mới là phép lạ lớn nhất, như sứ đồ Phêrô đã khẳng định, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì dưới trời này chẳng có danh nào khác ngoài danh của Chúa Giêsu Christ để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Những người đầu tiên tin Chúa Giêsu làm đấng cứu thế, như hai môn đồ của Giăng, không phải họ tìm một vị vua, tìm một người được kính trọng, tìm một người đạo đức, một người làm những nghi thức tôn giáo để tỏ ra dấu hiệu ăn năn. Những người tin Chúa Giêsu đầu tiên làm đấng cứu thế vì họ đích thân sống với Chúa Giêsu, họ tìm thấy một đấng cứu thế thật là gần gũi với họ, hiếu thảo hòa thuận trong gia đình. Những người đầu tiên tin Chúa Giêsu đã tìm thấy đấng cứu thế yêu thương tìm cứu họ trong khi mọi người xa lánh họ. Những người đầu tiên tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế vì đấng biết hết mọi hoàn cảnh của họ, tánh tình của họ để cảm thông với họ. Tin Chúa Giêsu không phải tin vào phép lạ. Hai câu cuối của đoạn 2 ghi điều rất quan trọng. Đừng lúc Chúa Giêsu ở tại thành Jerusalem,
Dự lễ vượt qua có nhiều người nhìn thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người. Không cần ai làm chứng vì người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng họ. Câu 23 nói rõ có nhiều người tin Chúa Giê-xu vì thấy phép lạ Ngài làm. Nhưng mà câu 24, Chúa Giê-xu khẳng định Ngài không phó thác Ngài cho loại đức tin đó vì Chúa hiểu thấu trong lòng họ. Nghĩa là Chúa Giê-xu biết lòng họ chỉ thích phép lạ mà không tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế cho chính họ. Chúa cũng đã dùng nhiều lần nhiều cách để loài người đến với Chúa Giê-xu, trong đó có dùng những phép lạ như chữa bệnh, đuổi quỷ, tiếp trợ hoặc đáp lời họ cầu xin. Và Chúa Giê-xu muốn người tin Chúa Giê-xu là tin vào chính Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Hạ mình làm người ở giữa mọi người, bằng lòng chịu chết đền tội cho loài người. Và Chúa Giê-xu đã từ cái chết sống lại, bảo đảm sự cứu rỗi của Ngài đối với người tin Ngài là đời đời. Đừng bị mưu kế ma quỷ dỗ dành lừa gạt chỉ tin vào những sự lạ phép lạ, mà quên tin Chúa Giê-xu làm đấng cứu thế để chính mình được tha tội đối với Đức Chúa Trời, được thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, được làm con của Đức Chúa Trời. Tôi đến giảng tại một hội thánh được nghe một người tên Lê Mỹ Đại làm chứng giữa nhà thờ. Ông đi cải tạo nhiều năm về, nghe người ta bảo muốn mau đi Mỹ thì theo Tin Lành. Và ông đã theo đạo Tin Lành. Nhưng mà sau khi theo đạo, với ý muốn được mau đi Mỹ như tín đồ, ông Đại học giáo lý từ Kinh Thánh. Ông khám phá mình tin Chúa Giê-xu để được cứu rỗi, không phải theo Tin Lành để đi Mỹ. Cảm ơn Chúa, ông làm chứng. Chúa cho ông có cơ hội tin Chúa, và bây giờ ông biết ông cần được cứu, cần được Chúa Giê-xu tha tội, cần được Đức Chúa Trời ban đời sống an vui, cần thoát khỏi quyền lực hình phạt đời đời nơi địa ngục và cần được hưởng sự sống vinh hiển đời đời nơi thiên đàng. Tôi đến Hội Thánh tại An Hóa thuộc tỉnh Bến Tre để giảng trong buổi nhóm đầu xuân. Sáng sớm mùng 1 Tết, tôi đang ngồi với mục sư quản nhiệm thì có một người đàn ông bước vào, lưng ông hơi gù, ăn mặc ngày Tết mà quần áo rất đơn sơ, nghèo, tay ôm Kinh Thánh. Mục sư quản nhiệm giới thiệu ông là người mới tin Chúa gần một năm trước đây. Ông nghiện rượu nhưng mà khi ăn năn tội với Chúa Giê-xu rồi, Chúa cứu ông khỏi tội lỗi mà còn cứu ông khỏi nghiện rượu. Sau khi ngồi xuống cùng chúng tôi, ông nói với vẻ tự nhiên: Mục sư biết không, chiều hôm qua 30 Tết, lúc 4 giờ chiều con tôi nói: Ba ơi, 4 giờ chiều 30 Tết mà nhà mình không có gạo. Tôi, tức người tín đồ nghèo này, nói với con: Lúc ba chưa tin Chúa Giê-xu thì ba lo. Bây giờ ba đã tin Chúa Giê-xu rồi, Chúa sẽ lo cho gia đình. Vừa nói xong thì trên xã có đoàn thương binh xã hội nhiều người xuống thăm. Và xã đã cho ông 20 ký gạo, ông kêu con lại bảo: Đó, bà nói Chúa lo thì Chúa đã lo đó. Thật là cảm động trước phép lạ mà Chúa đã làm cho người tin Ngài. Hãy đến với Chúa Giê-xu để được đời sống, được tẩy sạch tội lỗi, được sống an vui. Đừng đến với Chúa Giê-xu chỉ vì thích phép lạ, mong lắm thay.
bên Chúa, ăn năn những lỗi lầm xưa. Con gục đầu bên Cha, con mong Cha thương xót thứ tha. Dù bao lần xa ngã, con lưu lạc phố chợ xa nhà, quỳ mặt lệ van xin cho duyên đời mãi còn đẹp xinh. Chúa ơi, xin tha thứ những bước chân hoang đàng đã vô tình dòng trời trái ngang, sống ở xa con đường xa. Chúa ơi, con nay về xin sống tin yêu, quyết theo Ngài sống trong ân tình, bước trung thành đến quê trời quang minh. Vững một niềm tin kinh, vươn tay tới Chúa cầu xin, ngước mặt nhìn lên cao, nghe xuân sao nao nức rạt rào. Đời bao lần đi hoang, con say mê lỗi tội hoang đàng, giờ mặt lệ long lanh, con xin Ngài ân tình tuổi xanh. Chúa ơi, xin tha thứ những bước chân hoang đàng đã vô tình dòng trời trái ngang, sống ở xa con đường xa. Chúa ơi, con nay về xin sống tin yêu, quyết theo Ngài sống trong ân tình, bước trung thành đến quê trời quang vinh. Bên Chúa, con vui hát khúc tình ca, đẹp bên Ngài ăn năn, tim reo vui nước mắt lăn trầm. Dù bao lần sai lỗi, Chúa mong con đi về thú tội. Này xác hồn con đây, xin đưa về thiên đàng. Chân hoang đàng đã vô tình dòng trời trái ngang, sống ở xa con đường xa. Chúa ơi, con nay về xin sống tin yêu, quyết theo Ngài sống trong ân tình, bước trung thành đến quê trời quang vinh. Chúa ơi, con nay về xin sống tin yêu, quyết theo Ngài sống trong ân tình, bước trung thành đến quê trời quang vinh. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn nghe lại chương trình này, quý vị có thể vào trang web của chúng tôi qua địa chỉ www.phatthanhtinlanh.net. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phát thanh Tin lành đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước trên quý vị và gia đình. Xin cho con đến với người
bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con vui.